Đấu giá đất Hà Nội, giá tăng chóng mặt, người dân chịu ảnh hưởng gì? Gần đây, thị trường bất động sản Hà Nội đang nóng lên từng ngày, hàng chục nghìn người rủ nhau săn lô đất, giá leo thang không ngừng. Mới đây, một phiên đấu giá đất kéo dài 19 tiếng đồng hồ ở huyện Hoài Đức, Hà Nội đã gây sốt khi giá chốt phi mã lên gấp 18 lần so với giá khởi điểm. Lô đất eo cây 03 đến 12 có giá trung cao nhất lên tới 133,3 triệu đồng mỗi mét vuông, gấp 18 lần so với giá khởi điểm. Khu đất này nằm ngay gần đường vành đai 4, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 20 km. Ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cho rằng giá đất nhảy múa như vậy là không bình thường. Thực tế, giá đất ở các khu vực ngoại thành đang tăng phi mã vì sốt đất, còn thực tế thì chưa có hạ tầng, còn quá thấp, chưa phát triển nhiều. Vậy là giá đất nhảy múa như vậy là do cơn sốt bất động sản liệu tình trạng này có bùng nổ thành bong bóng bất động sản liệu bong bóng này có nổ tung và kéo theo cơn báo kinh tế hãy theo dõi kênh của mình để cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản vào ngay golen vn để kiểm tra thu hoạch và xem xét tất cả các loại bản đồ trên toàn quốc